Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 2, giá vàng trong nước ghi nhận phiên tăng giảm trái chiều ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở tại mức 1.834 đô la Mỹ một ao. Giá vàng thế giới biến động giảm nhẹ khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục tăng cao. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.300.000 đồng một lượng, ở chiều bán 67.120.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.200.000 đồng một lượng, chiều bán 67.050.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.200.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji cũng đứng tại mức 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh trái chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán 67.100.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán 67.100.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều bán và chiều mua giữ nguyên. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán 67.050.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 60.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.320.000 đồng một lượng, chiều bán 67.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên trước đó. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.400.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 66.450.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bô số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm cả chiều mua và chiều bán từ 21.000 đồng một lượng đến 50.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20.649.000 đồng một lượng đến 53.450.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22.649.000 đồng một lượng đến 54.350.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.834,3 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 0,5 đô la với tỷ lệ 0,02%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.832 đô la Mỹ và cao nhất 1.841 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 24.143 đô la Mỹ một đồng,
trong phiên đã giảm 1,27%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đã nhảy lên trên mức 104,2 điểm, trong phiên đã tăng 0,09%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng nhảy lên mức 3,958% một năm, tăng 0,05%. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 75,116 đô la Mỹ một thùng, giảm 1,37% trong phiên. Thưa các bạn, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng thế giới giao dịch ở gần ngưỡng 1.830 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 52.600.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 14.500.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bút số 9 1.700.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới phiên hôm nay tiếp tục giao dịch ở vùng thấp dưới mức 1.840 đô la Mỹ một ao, khi thị trường tiếp tục chờ đợi các thông tin kinh tế đến từ Mỹ. Kim loại quý giảm do chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng đô la. Vào phiên ngày hôm nay, chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã vượt lên trên mức 104,1 điểm, đã lấy đi sức hấp dẫn của vàng đối với những người mua bằng các loại ngoại tệ khác. Theo một chiến lược gia thị trường, bây giờ là lúc để các nhà đầu tư xem xét việc xây dựng một vị thế chiến lược trên thị trường vàng, vì giá dự kiến sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới do lợi suất trái phiếu tăng trong thời gian ngắn. Nhà quản lý quỹ Ronald Peter cho biết, ông đang kỳ vọng giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới khi thị trường bắt đầu định giá hành động chính sách tiền tệ tích cực hơn nữa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Lạm phát liên tục cao hơn đã thúc đẩy thị trường định giá 21% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng tới. Những thay đổi này đã đẩy lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ lên trên mức 4,6%. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2007. Ông nói, đây là một môi trường khó khăn đối với giá vàng và tôi cho rằng sẽ thấy những rủi ro giảm giá hơn nữa trong vài tuần tới. Các bình luận được đưa ra sau khi giá vàng kỳ hạn tháng 4 kết thúc vào tuần trước ở vùng trung lập ở mức khoảng 1.850 đô la Mỹ một ao. Tuy nhiên, thị trường vàng tiếp tục thể hiện sức mạnh tương đối bất chấp áp lực bán. Hành động giá và sức mạnh kiên cường của vàng khi thị trường đang xem xét những phát biểu diều hâu của các ngân hàng trung ương. Lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng đã đẩy đường cong lợi suất đảo ngược lên mức rộng nhất trong vòng 40 năm. Xu hướng thị trường này đã chỉ ra rằng việc Mỹ rơi vào suy thoái chỉ còn là vấn đề thời gian và Fed buộc phải nới lỏng chính sách thắt chặt mạnh mẽ của mình. Ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu tăng lên, Fed sẽ nhanh chóng nới lỏng lãi suất. Trong khi thị trường ngày càng lạc quan rằng Mỹ có thể sẽ tránh được suy thoái kinh tế, nhiều nhà đầu tư đã đánh giá thấp độ trễ thời gian trong chính sách tiền tệ. Fed đã phạm sai lầm trong chính sách của mình và việc điều gì đó xảy ra chỉ là vấn đề thời gian. Với diễn biến đồng đô la Mỹ mạnh lên gần đây, vàng đang chịu áp lực giảm. Tuy nhiên, về dài hạn, vàng được dự báo sẽ tăng bởi khả năng đồng đô la Mỹ tăng mạnh là thấp. Đồng đô la đã tăng kéo dài nhiều tháng qua sau khi Fed tăng lãi suất 8 lần liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2022. Nhiều khả năng, Fed sẽ tăng lãi suất thêm từ 1 cho đến 2 lần nữa trong cuộc họp tháng 3 và tháng 5. Sau đó, Fed sẽ ngừng lại và nước Mỹ bước vào một chu kỳ giảm lãi suất kéo dài. Đây là yếu tố có lợi cho giá vàng. Vàng đang chịu áp lực bán, nhưng được dự báo sẽ tăng lên mức 2.000 đô la Mỹ một ao vào cuối năm 2023, theo như nhiều dự báo trước đó. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023 trên kênh của Minh Phát, đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.